Vâng ạ, xin chào anh em, chào các bác. Và hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề, đấy là cái nguồn vào của cái video. Như cho chúng ta có thể thấy đây thì mình đang có một con máy chiếu là con AUNF175S, là một con máy chiếu Full HD. Và có thể nói là đây là một cái con và được đánh giá rất là cao ở những cái phân khúc giá rẻ 5-6 triệu. Ok, và vấn đề ở đây là gì? Là chúng ta có một con máy tốt rồi, một con máy Full HD. Hỗ trợ lên đầu vào lên đến là 4K, và chúng ta có một con máy tốt rồi như vậy thì liệu chiếu hình ảnh ra nó đã đẹp chưa? Thì nếu như với cái con 175S này chúng ta kết nối với điện thoại thì coi như là phế. Nếu mà chúng ta dùng con này với điện thoại thì cái chất lượng nó mang lại nó chỉ được 50% so với cái công năng của nó sản xuất ra. Còn nếu mà chúng ta dùng với nó lại máy tính, laptop thì ok, khá là đẹp, nhưng mà vấn đề là nếu như mà những cái lab mà chúng ta có cái chip xử lý nó yếu và cái đồ họa nó không cao thì chúng ta cũng chỉ xuất được hình ảnh ở mức độ tương đối thôi, chứ nó cũng không thể nào mà cho cái chất lượng mà tối đa mà đẹp được. Thì ở đây thì vậy thì giải pháp là gì? Tất nhiên là mấy những cái con này thì những cái con Android box mà kiểu xoàng xoàng như kiểu Android, như kiểu là mấy cái con bốc mà không hỗ trợ nhiều về hình ảnh thì nó cũng sẽ cho cái chất lượng ở mức là bình thường thôi, cũng không phải là nổi bật. Và ở đây thì mình có một con, đấy là con Mikun K12. Đây, con bốc Mikun K12, đây là cái con mà mình cũng mới bán ra trong cái thời gian gần đây. Chúng ta có thể tham khảo con này trên Google, nó có rất nhiều thông tin về con này. Thì đây là một cái con bốc mà dành riêng để cho chúng ta giải trí. Giải trí ở đây là chúng ta xem hình ảnh và âm thanh, thì nó đã được tối ưu đầy đủ về hình ảnh và âm thanh. Nó có xuất video là 4K HDR, có Netflix chính chủ 4K, có âm thanh Dolby và có rất nhiều các cái khác mà nó chuyên cho chúng ta giải trí, cũng như là các cái cổng kết nối nó cũng đầy đủ, có cả cổng mạng LAN này, cổng hồng ngoại này, cổng quang để xuất âm thanh này, để HDMI đây. Đấy, và đây là một cái con bốc của mình đánh giá rất là cao để dành cho chúng ta giải trí, xem phim, rồi cho một cái xuất ra một cái dàn âm thanh âm ly nếu mà chúng ta có, hoặc là một cái con loa xịn thì nó cũng sẽ cho cái âm thanh Dolby, là cái âm thanh chuẩn âm thanh mới nhất và cho cái chất lượng cao nhất hiện nay, và nó xử lý video lên đến là 4K HDR. Đấy, đấy là khi mà chúng ta dùng có một con máy chiếu đủ tốt và chúng ta trang bị cho nó một cái nguồn vào, một cái đầu vào đủ tốt thì chúng ta mới có được cái hình ảnh là nó đẹp được. Thì nhiều nhiều người cứ hỏi mình là con 175S này thì họ kết nối với điện thoại tại sao nó xấu như vậy. Thì mình nói thật là con này mà chúng ta dùng với điện thoại thì nó chỉ xuất được video cùng lắm lên đến 720 hoặc kể cả Full HD, nhưng mà cái nguồn vào điện thoại nó không thể nào mà nó đẹp được, nó tốt được. Và chúng ta sẽ dùng với lại laptop, máy tính cấu hình tương đối một chút, hoặc là những cái nguồn vào nó đủ tốt như là cái con Android Book này, hoặc là những cái con Android Book mà nó có cấu hình cao hơn, nó chuyên hỗ trợ cho video, thì chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh nó lên nó sẽ đẹp và xứng đáng với lại cái con máy mà chúng ta sử dụng. Ok, và sau đây thì mình sẽ test một số đoạn video cho chúng ta xem nhé. Ok anh em, thì bây giờ mình đang set up như thế này để cho chúng ta thấy được sự khác nhau nhé. Bên trên là con F15S kèm theo cáp để kết nối với điện thoại, nguồn phát là điện thoại. Đây, nguồn phát là điện thoại. Bên dưới là cũng là F15S nhưng mà nguồn phát là Android Book K12. Ok, mình nhắc lại nhá, hai con này là hai con máy y hệt nhau, đều là F15S. Bên trên thì chúng ta là kết nối với điện thoại, bên dưới thì chúng ta kết nối với Android Book K12, và mình sẽ cho các bạn thấy cái sự khác nhau về cái hình ảnh giữa hai con này. Ok, bây giờ mình sẽ chiếu song song hai con cùng một video 4K để cho chúng ta xem cái độ mượt nó khác nhau như nào nhá. Để mình đếm nào, 1, 2, 3, chạy. Ok, được rồi, thôi được rồi, cũng không thể nào mà sát hết được. Nó sẽ có cái nhanh hơn, cái chậm hơn. Chúng ta cùng xem cái chuyển động nhé, cái FPS, cái chuyển động. Chúng ta sẽ thấy nó khác nhau. Cái chuyển cảnh của bên dưới nó sẽ mượt hơn bên trên nó sẽ bị giật 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 giật. Và xem cái chất lượng của cái video. Đấy, các bạn thấy bên trên xem nó sẽ có hiện tượng là giật hơi khó chịu.
những cái video mà có HDR thì bao giờ có HDR vào thì nó cũng sẽ sáng hơn nhá. Đấy, nó cũng sẽ sáng hơn. Vâng ạ. Xin lỗi các bác, vừa rồi mình bị gián đoạn với một cuộc điện thoại ấy. Thì đây mình sẽ quay tiếp cho chúng ta xem. Thì cái video bên cái con bên dưới thì nó được giải mã bằng con bốc nên là nó sẽ cho cái khung hình, cái chuyển động của khung hình nó mượt hơn rất là nhiều so với con bên trên, cũng như là cái độ sáng của nó cũng cho cái độ sáng của video nó lên tốt hơn. Thực tế là quay lên bằng điện thoại thì nó cũng không thể thể hiện được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà xem mắt thường thì chúng ta sẽ thấy là cái chuyển động của khung hình nó khác nhau hoàn toàn. Khi mà chúng ta xem một cái chuyển động khung hình ở bên dưới nó mượt hơn thì cái mắt của chúng ta xem nó sẽ sướng hơn. Nó không bị giật, không bị mỏi. Và xem nó cảm giác nó sướng hơn rất nhiều. Cũng như là khi mà mình quay bằng điện thoại lên thế này thì cái độ nét nó cũng không thể hiện được để phân biệt được con nào nét hơn. Thực tế chúng ta xem ở ngoài thì chúng ta sẽ thấy là con bên dưới nó có cái độ nét và độ phân giải nó lên được chi tiết hơn. Xem nó khác hẳn khi mà chúng ta xem trên điện thoại. Khi mà chúng ta xem quay lại video như điện thoại này. Và hy vọng thì nói chung là bác nào mà tinh ý một chút thì sẽ nhận ra, còn nếu mà không thì chúng ta có thể trải nghiệm thực tế thì chúng ta sẽ thấy nó hoàn toàn khác nhau. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.